Xin chào các bạn. Hôm nay bên mình sẽ test máy sưởi tích điện Risan ACD130 với bề sâu 1m8. Máy sưởi Risan ACD130 với công suất 130W, lưu lượng khí 130 lít/phút, thời gian sử dụng ắc quy là 8 giờ đồng hồ. Máy có tay xách tiện lợi, cực kỳ chắc chắn, rất là dễ dàng trong việc di chuyển máy. Máy phù hợp cho hồ cá koi từ 8 khối trở lên, nhà hàng hải sản, các cửa hàng thiết bị bể cá cảnh nhỏ. Đây là đèn LED thông báo, fan chết áp điều chỉnh lưu lượng. Đây là cầu chì. Tiếp theo là ống dẫn khí ra phi 21. Và bây giờ cùng xem máy ra khí như thế nào nhé.